Chào các bác nhé. Test bán với bác cặp loa Victor Z11. Bác người này loa vào quên. Em lấy cái thước đầu ngoài, cái thước của con. Tiếng con này rất là chi tiết luôn, rất hay luôn. Chiều cao của con này cao 27. Sâu. Sâu 20. Rộng. Con này rộng là 15,5. Bát nó rơi vào cỡ bát 10 anh em, vân cao su di nguyên bản. Còn bát một chép. Đó, con trên này chép thạch anh. Tiếng rất hay và chi tiết. Mời anh em trải nghiệm chi đâm nhá. Trời bơ vơ. Nguyện cao ngày quê hương bình yên. Chẳng trốn xưa dù ta ngủ yên. Nguyện cao ngày quê hương bình yên đưa tôi về. Mình lại có nhau. Vâng chẳng trốn xưa dù ta ngủ yên. Quay chi tiết hình thức cho các bác. Cặp này nó luôn hình thức còn không được đẹp lắm, hơi xước một tí các bác nhé. Loa về thì hơi cao. Đây, thùng vách đây có xước nhẹ thôi. Đấy. Mặt trên thì hơi bụi tí mà để kho lưu kho ra. Vệ sinh rồi nhưng để lâu nó hơi bụi tí. Đây, xước một tí ở cái vành xung quanh. Đấy. Anh em nào không quan tâm đến hình thức thì quan tâm đến chất âm thì có thể tham khảo nhé. Còn các bác nào thích hình thức quá thì thôi bỏ qua. Đấy. Nó không bị rách dưới gì cả, nó chỉ bị xước tí thôi. Sức đề can do vận chuyển. Đấy. Loa công suất hai loa là 70W trở kháng 4 ohm. CD của nó giống nhau, trùng cặp luôn anh em nhé. Ở đây có vết sứt nhẹ đây. Đấy. Phía sau. Đi rõ luôn không người các bác. Đây, về cơ bản là chiếc âm hay. Hình thức tổng thể tương đối đẹp. Em bán 600 nghìn thôi. 600 nghìn bao ship toàn quốc cho các bác mầm chuyển đủ. Còn những cọc cọc trước 200. Trên cọc các bác vui làm trả tiền ship giúp em. Còn chuyển đủ em sẽ bao ship 600k. Em nào lấy được liên hệ số Zalo của em 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và toàn thể anh em đã theo dõi video test.